Thầy chúng con thay mặt cho tất cả quan Phật xá cũng như chư Phật tử, Thiện Nam Tín Nữ cũng như chúng Phó Hiền cung thỉnh Đại sư Quang Lâm đến tại chánh điện và phát cho chúng con được tăng trưởng công đức thì chấp tay thành Phật. Nhiều khi mình có niềm tin, mình muốn tu học, nhưng mình không có thời giờ thì cũng không có tu được.
Và quý vị cũng có phước lắm, quý vị mới có thời giờ về đây tu học mỗi thứ ba như vậy. Thì hôm nay trong cái buổi gặp gỡ sinh hoạt như thế này, thì Pháp Hòa xin có chút ít Phật Pháp để chia sẻ với quý vị. Hôm nay quý vị kể, Pháp Hòa sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện. Thì một hôm, Đức Khổng Tử mới hỏi ba người đệ tử thân tín của Ngài. Thì Ngài Khổng Tử thì nhiều đệ tử lắm, và trong đó có những người tử lộ. Trong ba người, một hôm Khổng Tử hỏi các con trong ba người đệ tử tâm đắc cho Thầy biết, tụi con hiểu thế nào là nhân, thế nào là trí. Người đệ tử đầu tiên nói dạ thưa Thầy, theo con nhân là người biết thương mình. Xin lỗi, nhân là người biết thương người, trí là hiểu người. Nhân là biết thương người, trí là hiểu người. Thầy Khổng Tử gật đầu ha. Qua người thứ hai nói dạ thưa Thầy, theo con nhân là người biết thương mình, trí là người biết hiểu mình. Ngài Khổng Tử nghe cũng khen cái khác. Qua tới người thứ ba, người thứ ba trả lời dạ thưa Thầy, theo con nhân là mình biết làm cho người thương mình, trí là mình biết làm cho người hiểu mình. Thì khi mà trả lời xong ba người đệ tử vậy, thì Đức Khổng Tử mới đáp là thật là một câu trả lời tuyệt diệu. Tại sao là tuyệt? Câu chuyện đó đã hết nha. Rồi bây giờ mình mới kết này. Khi mình đọc xong câu chuyện đó, mình mới gom ba cái câu trả lời của ba người đệ tử lại, thì mình mới hiểu được cái ý của Đức Khổng Tử mới nói tại sao là tuyệt. Người nhân, bởi vì mỗi người nhận định một vấn đề, nhưng mà gom ba cái này, ba cái nhận định này lại đó, chúng ta là người nghe bốn thầy trò đó, đó. Nhưng mà chúng ta có cái may mắn là sao? Chúng ta nghe đủ và chúng ta kết ba người đó lại thành, để cho chúng ta có bài, có một cái cuộc sống như vậy. Cuộc sống của mình là nhân là sao? Là trước hết là mình phải biết thương mình, thương người, thương ai nữa, thương người, thương mình, là hiểu mình, hiểu người, làm cho người khác hiểu mình, làm cho người khác thương mình. Thấy không? Dạ, đó hết. Dạ, không hết được rồi. Bây giờ mình nói vậy, thương mình nói thương mình trước đi. Bởi vì nếu mình không thương mình nữa, làm sao mình thương người? Cho cái quan trọng là mình thương mình. Quý vị ở đây có ai nói tôi ghét tôi không? Tôi ghét tôi là khi nào mình bực tức, mình hận đời, mình mới nói là tôi ghét tôi. Chứ còn bình thường là sở dĩ ghét là tại nó không nghe lời mình, mình mới ghét. Cái còn thông thường là ai cũng thương mình. Nhưng mà thương mình theo thế gian đó là người ta cung phục, người ta lo lắng cho thân thể người ta, cái chuyện là ăn mặc rồi đủ thứ cho nên mới thân thôi, mới có thân thôi. Bây giờ theo Phật, mình thương mình là mình thương sao? Mình thương mình là mình phải biết chăm sóc cái đời sống của bản thân. Nếu mình có một thân thể khỏe mạnh thì mình phải làm sao để nuôi dưỡng cái thân khỏe mạnh này để cho ta tiếp tục chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta là người bệnh thì chúng ta phải biết dưỡng bệnh như thế nào để cái bệnh đó, chúng ta có bệnh mà chúng ta không thể đau khổ. Bởi vì bệnh là cái chuyện rất buồn của cuộc sống hàng ngày, không ai thoát được. Bây giờ
Mình nói ví dụ, mình đi chùa làm công quả hay tụng kinh, nói chung là mình đi đến chùa. Mình đi đến chùa là mình thương nghe, mình phải thương mình chứ. Mình thương mình muốn tu tập cho bản thân mình được tốt. Nhưng mà rốt cuộc á, mình vô trong này cái mình thương ai? Thương người khác. Thương đây có nghĩa là ghét đó. Tại vì giận người khác cái mình nghĩ đi chùa, giận người khác cái mình nghĩ tu, vậy thì mình có thương mình không? Chưa thương mình. Nếu mình thương mình á, là mình phải bớt giận, bớt phiền, bớt hoặc không dám nói hết. Bởi vì mình còn sống trong cuộc đời này, còn va chạm, còn tiếp xúc rất là nhiều, làm sao chúng ta dám gọi là tự xưng mình đã hết. Nhưng mà chúng ta có bớt là chúng ta đã. Giống như bệnh nó chưa hết mà thấy bớt bệnh là mình vui. Vậy thì người biết thương mình là người biết chăm sóc cái cuộc sống của mình. Làm sao để mình có một cuộc sống an lạc? Mình biết thương mình là mình phải biết bỏ những cái gì không cần thiết để mình đem vô trong cái tâm của mình. Bởi vì một khi mình đưa vô là tự nhiên mình không hiểu mình. Mình không hiểu mình, mình chưa thương mình thì không hiểu mình. Nên bây giờ mình hiểu mình là mình hiểu mình sao, mình biết mình gặp cái khó khăn gì, mình gặp cái chướng ngại gì, thì mình phải đừng có tiếp xúc. Ở trong 7 cái pháp mà có an lạc đó, ở trong một cái bản kinh Đức Phật đưa 7 cái pháp, thì Pháp Hòa nhớ trong đó có một cái pháp Phật gọi là tránh né. Phải không? Có những cái nơi mà chúng ta tới đó chỉ để cho chúng ta thêm khổ đau, thêm tốn kém, thêm phiền não thì chúng ta bớt đó. Nhưng mà vì cái sự giao tế thì xã hội hàng ngày thì làm sao chúng ta tuyệt được. Nhưng mà một bước tới thì mình có an lạc hơn. Vậy đó, như vậy thì nếu mình biết được như vậy thì mình biết tâm mình chưa có ổn. Ví dụ bây giờ mình biết thân thể mình, cái gì ăn được mình mới dám ăn, ăn không được mình ăn uống bệnh. Người hiểu được như vậy là người biết thương được. Cho nên người nhân là gì? Nhân là người biết thương được. Người nhân trí là gì? Trí là biết hiểu mình. Giờ mình nói về mình trước đó, thương mình và hiểu mình là cái gì? Mình biết mình còn sanh không? Thì những nơi nào mà những cái câu chuyện mà nó làm cho mình sanh sợ bớt nghe bình thường đó, làm sao mình sống mà mình tránh được khỏi những cái thị phi, làm sao mình tránh được người ta dèm pha tốt xấu. Cái chuyện mình làm đó, không bao giờ người ta hài lòng hết 100%. Ví dụ như bây giờ mình làm là vài chục người đồng tình thì trong đó cũng có vài ba người, thậm chí vài chục người không đồng tình, không thể đồng tình. Nhưng mà mình có một cái tập nghiệp, cái thói quen sống là sống sao đúng không? Cái tập nghiệp của mình là thích nghe có ai, nghe ngóng có ai làm gì vậy. Với thậm chí những cái câu nói mình biết, nghe xong là mình bực, nhưng mà vẫn thích nghe. Tối hôm qua, mặc dù tới khuya, thì sau cái buổi ăn cơm chiều thì quý Phật tử hỏi sao chúng sanh mình cũng biết cái đó mà mình vẫn làm. Thì Pháp Hòa nói tại mình sống cái tập nghiệp. Bây giờ thí dụ như cuộc sống của xã hội của người Việt Nam mình có tập quán. Cho nên thậm chí mình có những cái tập quán mình không hiểu cái tập quán đó là sao. Nhưng mà tại vì xưa làm sao giờ mình làm vậy. Cho nên cái mà phong tục vậy kêu là tập quán. Còn chúng sanh mình sống là do tập nghiệp. Mình làm và mình lớn là do cái tập nghiệp của mình. Thí dụ thôi, mình hay nghe câu trời mưa lâm lâm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Thành nữ mình lớn lên nó buộc lòng mình phải có chồng, có vợ, có con. Biết có con là khổ, nhưng mà tại vì mình không có con, người ta nói mình vô phước không có con, hay là phải đi kiếm con. Nhưng mà thiệt sự ra lúc mà nó nhỏ mình ôm nó mình nịnh, mình nói trời là cục cưng của mẹ. Nhưng mà lớn lên thành cục nợ. Thành nữ mình cứ sống theo cái tập nghiệp. Cho nên đó, cái người mà người ta tu là người ta thấy rõ cái đó là cái tập nghiệp thì không làm. Mà quý vị nghĩ kỹ, mình thấy người tu là người sống trong đời mà đi ngược đời. Cái đặc biệt của người tu cũng ăn, phải không? Thay vì ta ăn máu mủ thịt cá của chúng sanh thì mình ăn gì? Ăn chay. Người ta để cái tóc mình cạo đầu,
tao mặc đồ đẹp mình không sợ, nhưng mà người ta làm đấy mình vàng khè, mình cũng vàng nhưng mà vàng khè áo vàng, nhưng mà không có từ đó là vẫn sống trong đời, nhưng mà có cái sống mà để làm gì, để không có đi theo cái tập nghiệp. Nếu mà thử thà bây giờ những thầy có gia đình, có vợ, có con, có biết cô, có gia đình, có chồng, có con, thì quý vị nghĩ sao? Đâu có thể nào mà tự do đi tới đi lui nói chuyện đạo lý gì được nữa, vì ràng buộc. À, cho nên cái người muốn thảnh thơi là người không ràng buộc. Mình thấy cái đó ta là như vậy, tập nghiệp. Thí dụ như nó thông thường, người ta nghe mình nói xấu người ta, người ta buồn. Bây giờ mình sống mình không theo cái tập nghiệp đó nữa. À, người ta ngày xưa đó mình khổ, bây giờ có nghe đó không khổ, mà nếu có buồn nó cũng được, tại vì buồn đó, nó đỡ hơn khổ. Buồn là nó khó một chút rồi nó hết, còn cái khổ thì nó dai dẳng lâu ngày. Mà biết cái đó là khổ, nhưng mà vẫn phải đi theo cái tập nghiệp đó. Cho nên người sống mà cứ đau khổ năm này qua tháng kia là người chưa biết thương mình. Biết mình nghe cái đó, mình tiếp nhận cái đó mình khổ, vậy là người chưa biết hiểu mình. Mà hiểu mình, chưa hiểu được mình, chưa thương được mình thì chưa có nhân ra cái gì. Đó bây giờ mình nói ngã cái thứ này, biết thương người và biết thương, biết hiểu người. Bởi vì sao? Bởi vì một khi mình tu là mình phải có trí. Người tu là phải có trí. Bởi vậy cho nên đó, hàng ngày mình tụng kinh, mình học Phật, mình nghe Pháp là để làm gì? Để nó tăng trưởng cái trí của mình. Mỗi ngày sau thời tụng kinh với mình tụng sao? Tự nhiên Pháp cầu cho chúng sanh người sao nữa? Thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như vậy. Tại sao phải quy y Pháp mà lại phải tự quy y Pháp? Mình không có quay về, mình nương tựa cái trí nơi sẵn có của mình. Tự lúc mình phải làm hạnh phúc cho mình thì làm gì mình có được cái trí tuệ như vậy? Cho nên đầu tiên cái bước đầu Phật tử là phải quy y, tức là làm cái lễ quy y trước mặt Phật, trước như ta nói là mới quy y cái tình hình tướng bên ngoài thôi. Nhưng mà cái mà quan trọng là mỗi ngày phải tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng. Trở về và hương tựa ở ngay này. Người mà có trí là người luôn luôn sống mà biết lân mẫn với người khác, biết nghĩ với người khác, biết thương với người khác. Quý hiểu thì người nhân đó là người biết thương người. Bởi vì mình đã thương được mình thì mình sẽ có được cái tấm lòng mình thương mình. Mà quý vị để ý, hôm nào mình làm được một cái điều gì lợi cho ai mình vui, mình làm được một cái gì mình giúp đỡ cho người mình vui, đó là người có lòng từ bi, người có nhân. Về Pháp Hòa đi có mấy chút tiểu đó, thì ngày nào mà mình đi học về mình nghe các chú chia sẻ những cái chuyện ở trong trường mà các chú khởi được cái lòng thương các cháu, các bạn cùng học đó, thì tự nhiên có lòng mừng. Mừng là cái người, cái chú tiểu nhỏ này có được cái lòng từ bi. Bởi vì cái lòng từ bi và sự nhẫn nhục là sức mạnh của một người tu. Đức Phật nói trong kinh có tám cái sức mạnh. Ví dụ như đó, trẻ em sức mạnh của nó là gì? Là tiếng hét. Nó mà hét lên cái là phải chịu hết, cái gì phải chịu hết. Phải không? Sức mạnh của một người lính là gương nhau. Sức mạnh của ông vua là một cái lệnh của ông, một cái ấn chính của ông. Sức mạnh của người đàn bà là gì? Tiếng khóc, nước mắt. À, thì khi mà Đức Phật nói như vậy rồi, Đức Phật nói sức mạnh của người tu là nhẫn nhục. À, vì sao mình nhẫn? Tại mình hiểu người kia. Mình đi chùa với nhau, cái người kia ào ào, nhiều khi mình bực lắm, nhưng mình hiểu. Coi vậy đó mà cái tâm tốt, mình mới mình nhẫn được cái người đó. Vì sao mình nhẫn được? Vì mình hiểu được người đó. Người đó có cái cách nói chuyện hơi ồn, hơi dữ,
nhưng mà cái lòng tốt. Mình sống là mình phải biết nhận diện người khác, nhận diện cái điểm tốt của người khác để làm gì? Để chúng ta nhận được, chúng ta thương được người như vậy, gọi là con nhân nhân trí. Vì hiểu người cho nên thương được. Mình nóng không? Mình cũng nóng chứ. Nhưng mà tại sao người kia nhẫn mình được? Nhưng người ta có nghĩ không? Nhiều khi á, quý vị biết không? Vợ chồng có gọi là duyên nợ. Nhưng mà có bà thưa với đại chúng là cái duyên là gì? Duyên là cái móc trắng một chút đó thôi. Nhưng mà nợ là một cái nhai dẫn ở phía sau. Thôi bà nói ví dụ ha. Mình đi mua nhà, mình mượn tiền nhà ba. Cái duyên của mình là sao đúng không? Gặp được cái ông manager mà phụ trách cho mình mượn nợ. Có thể giấy tờ mình gặp cái ông nó tuần gặp ổng rồi bài thảo rồi cuối cùng khi vậy tuần lễ cái duyên của mình và cái tờ giấy đó của mình tuần. Nhưng mà sau khi ký xong một cái nhà mình trả bao lâu? 30 năm. Vậy thì 30 năm là nợ. Còn cái duyên là móc hết không? Cho nên vợ chồng là nó chỉ có cái móc ngay cái chỗ quen nhau rồi thương nhau rồi gọi là hiểu nhau rồi cứ là cái móc kết cái duyên phải kêu kết cái hôn mà. Nhưng mà kết cái hôn rồi cả cuộc đời sẽ liệu hồn. Cái duyên nó ngay đó không? Cái duyên nó ngay đó. Mà nếu mà là nếu mà không hôn mà hôn mà không có không có liệu hồn bắt đầu nó hỗn tạp. Thành thử cái cuộc sống đó, cái cuộc đời của mình nó ở một cái chỗ. Mình đi về chùa, mình tuyên bố là mình đi về chùa mình tu. Nhưng mà có thể một ngày trong đó mình ở tù. Tại vì mình đi chùa mình quên đi. Mình cầm cái dấu huyền đi theo. Rồi rốt cuộc thay vì chữ tu thì mình bỏ chữ dấu huyền vô thành tù. Mà người Tàu không biết chữ tù. Bốn cái pháp ở trong đó có cái người ở trong cái họ họ tù. Thành thử ra mình hiểu được mình hiểu được người thì mình tu nó thảnh thơi. Còn mình không thương mình không thương người, mình không hiểu mình không hiểu người thì tu cũng tu vậy nhưng mà nó hơi tàu túng, nó khó tu. Cho nên rồi bây giờ vợ chồng mình có cái duyên thế nào, mình mới đầu mình gặp người đó dù có quen nhau 5 năm 10 năm cũng chưa hiểu hết đâu, thậm chí sống với nhau cả mấy mươi năm cũng chưa hiểu hết đâu. Tại sao? Bởi vì Phật đã xác định rồi, thân là vô thường, thân là bất tịnh, tâm là vô thường. Có bao giờ cái tâm con người mình nó ở yên chỗ? Quý vị kiểm lại đi. Hồi nhỏ có những cái món mình thích, bây giờ lớn lên mình hết thích. Hồi nhỏ mình ghét cái đó, bây giờ lớn lên mình lại thích cái đó. Mình nói yên chỗ đó. Có một hôm đó, có ông giám sư mời ông lên để mà thuyết trình. Thì đặc biệt trong giáo sư mà ông đi tới đâu á, ông cầm một khúc gỗ với cây búa. Ông lên đã thuyết trình rồi, ông cầm cây búa, ông chớp vô trong cái khúc gỗ. Ông chớp cái hồi cho ông mới hỏi vậy chứ, quý vị có thấy gì không? Thì có người nói dạ, thấy trán của giáo sư mồ hôi nhễ nhại. Có người nói dạ thấy cái cây gỗ bị chặt. Và có người nói thấy mấy miếng gỗ bị văng ra bởi cái chặt của giáo sư. Vân vân. Cuối cùng ông mới nói dạ quý vị trả lời đúng hết nhưng mà chưa hoàn toàn. Tại sao quý vị thấy cái cây này nó bị tôi chặt, nó cũng bớt đi một phần. Quý vị thấy trán tôi đổ mồ hôi, quý vị thấy sự thay đổi của tôi, của khúc gỗ. Mà quý vị không thấy thay đổi của cây búa. Cây búa này chặt hồi nó cũng lục rồi, nó cũng mòn à. Thì tôi cái câu chuyện nó muốn nói với chúng ta là có nhiều khi chúng ta nhìn vô cái một cái điểm thôi mà chúng ta quên những cái điểm xung quanh. Có nhiều khi mình sống mình chỉ biết mình mà những người xung quanh mình quên. Nhiều khi mình bỏ mình mới nói ông có thấy tôi khổ không, bà có thấy tôi khổ không, thì cái vị kia nói vậy tôi khổ sao bà không thấy, tôi khổ sao không biết.
có một cái bà cụ vui lắm, xuống cả cuộc đời không bao giờ làm lũng gì hết, chồng lo hết, cơm nước cái gì cũng được người ta lo. Cái bà khen nói trời bà có phước quá, được chồng lo. Bà nói trời con khổ nữa em biết. Hỏi sao khổ? Nhiều bữa ông nói dở mà con cũng mới ăn. Con khổ con có bao ai biết. Quý vị thấy không? Một con nói thật là chân tình, nhưng mà ngẫm nghĩ thì tôi cũng có cái phần thái của nó. Ăn rồi ăn dở nó như vậy. Cái câu chuyện đó thì mình nghe thì nó như vậy, nhưng mà thật sự mình nó cũng cho mình cái ý để suy nghĩ. Có nhiều khi mình chỉ thấy mình chỉ biết mình mà mình không hiểu người, mà không biết mình. Thì bây giờ đó, cái từ bi mình đó, đầu tiên mình thương mình, thương người là tiểu thừa. Ở thương mình hiểu mình là tiểu thừa. Và thêm chút nữa là mình thương người, hiểu người là trung thừa. Bây giờ mình sống làm sao để mình biết làm cho người khác cũng thương mình, cũng hiểu mình. Cái đó nó còn khó nữa. Đâu phải dễ. Sống mà để cho người ta hiểu mình và thương được mình không phải dễ đâu. Mà muốn như vậy cũng có cái gì hơn là chúng ta phải sống với cái chân thật. Sống với chân thật. Hôm bữa bác Hòa đi đâu không thấy thầy để cái câu chân thật, thật. Tà đạo. Cái người sống chân thật là lúc nào tiền của nó cũng tánh với mình. Mà cái tiền đây quý vị đừng hiểu là cái vật chất không. Cái tài đây có thể là tình thương, có thể là sự hiểu biết, có sự bao bọc của người khác đối với mình. Chẳng có gì qua cái chân thật. Mà bác trẻ tâm kinh chân thật là bất thương. Cái chân thật là bất thương. Cái gì chân đó là không có giả dối. Cái quan trọng là mình sống thật. Thì bây giờ mình sống thật là sống sao? Thương mình, hiểu mình, thương người, hiểu người. Hai cái đó mình làm được, tự nhiên là mình đã biết làm cho người khác thương mình, hiểu mình. Tại vì người ta thấy rất là rõ ở mình. Quý vị biết đó, cuộc sống này người ta thường nói là đói đó. Mình không đói thì làm sao người ta đói? Phải không? Thí dụ này, quý vị mang đi nước đó là quý vị đói, mà trong cái đói này là cũng là đáp, bởi vì đói là gì? Là đói đã thích thầy, thương thầy, cho thầy nữa. Và cái đói đó là đói đãi thôi, mà trong cái đói đãi này nó cũng đáp, nó cũng nói lên rằng sao, nó đáp lên được cái sự tình thương của mình. Đã. Rồi Pháp Hòa nhận cái ly nước này, Pháp Hòa chấp tay là sao? Cho nên quý vị đói thì Pháp Hòa đáp. Thấy không? Và nếu khi mà cho nên ở trong cái tang lễ, quý vị nhớ không? Mình dặn con cháu trong gia vũ nha. Ai mà bạn bè tới thăm người mất á, người nhà phải cử một người hoặc hai người đứng hai bên. Người ta chấp tay người ta xá thì con cháu đáp lễ. Nếu người kia quỳ xuống lại thì con cháu cũng quỳ xuống lại. Ngay cái tang lễ nó cũng nói lên cái gì? Cái đâu ra? Và trong cuộc sống này quý vị để ý, quý vị thấy đối đáp không? Mà nói thôi Phật là gì? Quân bình. Sống mà có quân bình. Nếu mà chỉ có một trên bàn thờ, chỉ có một bình hoa, chỉ có dĩa trái cây. Hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, nhân cho quả. Nếu không thì hai bên hai dĩa trái cây, hai bên hai cái bình hoa, hai cây đèn, thể là một thì phải để ngay giữa. Thì cái đó là quân bình. Mà người quân bình là người sống sao? Biết thương mình, biết thương người, biết hiểu mình, biết hiểu người. Mà sống được như vậy, tự nhiên mình khỏi cần nói để tương lai làm cho người khác thương tôi, không cần. Chỉ sống với cái hai trước thôi là tự nhiên người ta đã thương mình và người ta đã hiểu mình. Tại vì mình đã hiểu người. Vậy thì quý vị thấy Khổng Tử trả lời thật là một câu trả lời kỳ diệu. Trả lời kỳ diệu là Khổng Tử tâm đắc ba người đệ tử, nhận được ba cái vấn đề, hiểu được ba cái góc. Nhưng mà bây giờ mình kết hợp được, mà nói theo Phật là vi trí dụng.
Người biết thương mình, thương người là đi. Người biết hiểu mình, hiểu người là trí. Mà có đi có trí, sống an nhàn tự tại, không sợ sợ là dũng. Cho nên người ta thường gọi Đức Phật là đấng đại hùng, đại lực, đại từ. Hùng đấy có nghĩa là hùng hổ, ra oai. Mà cái hùng của Phật là gì? Không có khiếp sợ như những cái đau khổ, những cái chứng duyên. Bởi vì Đức Phật tin rằng Đức Phật sống, Đức Phật có cái duyên, cái trí đầy đủ. Cho nên là Phật không có sợ sợ. Bây giờ mình nhìn trong cuộc sống mình, mình không dám bảo đảm là mình đã làm được cho ai vui, làm được cho hạnh phúc, làm còn. Nhưng mình kiểm lại, mình thấy một điều rất rõ là từ xưa đến nay mình chưa dám làm ác để hại người. Chỉ kiếp hiện nay thôi là mình sống cũng an vui tự tại. Còn cái chuyện mà những cái tai ương, những cái khổ đau nó đến với mình đó, đó là mình nói về cái nghiệp quá khứ là mình nói. À, nhưng mà cái người mà được mà bị những cái nghiệp nó có tới, người này vẫn bình an vững chãi mà không có hề đau khổ. Vì biết rất rõ cái đây là cái nhân mình tạo, thì cái này là cái quả mình bị. Và thưa đại chúng, người ta nói rằng đạo Phật là đạo cứu khổ. Rồi mình cứ nói đạo Phật là đạo cứu khổ, mà con khổ quá quá trời mà có cầu Phật hoài, con thấy Phật cứu. Thì ở đây có còn muốn nhắc lại với đại chúng một điều: đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu ở đâu, cứu lúc nào, cứu bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta cứu, Đức Phật cứu khổ chúng ta là cứu khi mà chúng ta định gieo cái nhân. Đức Phật nói là mình làm cái đó khổ, mình vượt được cái đó là Đức Phật đã cứu khổ cho mình. Cho nên Đức Phật là cứu ngay cái nhân. Còn mình á thì đợi cái quả mình mới cầu cứu. Lúc mình nhân nhân mình đâu có nhân nhân mình lén lút như vậy, đâu có dám công khai, phải không? Nhưng mà khi cái quả nó tới mình mới cầu cứu. Bây giờ không phải nói ví dụ, hai mình thấy một cái người kia làm cái chuyện phạm pháp, mình lại mình khuyên đừng có làm việc đó nữa, thôi ngưng đi, làm nữa là mai mốt rồi bị bắt ở tù. Nếu cái người đó nghe mình là người đó có cuộc sống đàng hoàng, không có gì trở ngại hết. Và mình cứu khổ người đó nghe cho nó, bị gì người khác không có thấy cái mất cái tương lai khổ cho mình nhắc người đó. Nhưng bây giờ người đó không có khen mình nói cái gì, không có quan tâm mình nói cái gì, người đó vẫn tiếp tục làm những cái điều dở, điều xấu. Rồi mai mốt cảnh sát bắt họ ở tù. Rồi cái đó khi mình cứu nổi không? Làm sao cứu? Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ, là cứu vậy. Đức Phật, đạo Phật cứu ngay cái nhân, chứ không phải đợi tới quả như kia. Ngay cái chỗ mà sắp khổ Phật nói rồi, mà tại vì mình không nghe, mình khổ, mình đang mình khổ là mình tự cứu. Chứ còn Phật rõ ràng là đạo Phật có cứu khổ. Phật cho mình cái phương pháp tu đàng hoàng. Thí dụ Phật nói là ví dụ như trong đời sống tại gia, Phật có cái giới thứ ba. Phật nói một khi đã có vợ có chồng rồi, đừng có sanh tâm tầm bậy tầm bạ với người khác. Gia đình đổ vỡ, hạnh phúc con cái đau buồn, gia đình ly tan. Mình nghe Phật dạy thì mình ráng mình giữ, mình sẽ làm gì đó. Có khổ không? Không có khổ. Thấy không? Rồi bây giờ cái mình nghe ta nói quê hương là trừng khế ngọt, cho con trèo thái mỗi ngày, rồi mình sắp giỏ mình đi kiếm khế. Nhưng mà thiệt sự về tới đây thì khế mới có ngọt. Mình đi về mình gặp khế chua. Thì như vậy thì tự mình bây giờ cái gia đình mình nó không hạnh phúc, đời sống mình nó không bình an nữa. Như vậy đó là mình khổ. Còn một khi khổ đó thì cứu không được. Cho nên Đức Phật Tổ Di Sơn ngày mới nói trong cái bài sám của ngài: chúng ta là những người bị thập triền thập sử, tích thành hành hữu lậu chi danh.
lục căn lục trần còn mới phát vô biên chi tộc. À, mình là những người chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết bao là lóng đường về bập bền sóng nước chưa hề đổi lui. Có nhiều khi đi vậy chứ chưa hề bao giờ nghĩ tới cái ngày quay về. Trong cuộc sống này thiếu gì, có nhiều người khổ chứ, làm ở đi tới chứ không bao giờ quay lại. Vì sao mình khổ và mình muốn hết khổ không, để đi tìm những con đường thoát khổ? Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo tránh đường tà, quan khi năm lúc thật là lạnh hết. Mà một lúc nào đó mình có quay về thì mới hiểu rằng mình muốn phơi bày sám hối cần cầu học ông, chứ còn trước đó mình chưa. Cho nên mình chú sanh mình là khác với Bồ Tát này. Bồ Tát là thấy cái nhân ta sợ, còn chúng sanh mình là lúc gieo nhân không nghe ha, mà lúc cái quả nó đến mình nó kêu lên. Và người ta sáng suốt có trí, người ta chấm dứt những cái chỗ gieo nhân. Còn mình bây giờ cứ sống trong cái tập nghiệp cho nên khổ. Mình vẫn biết, ví dụ bây giờ cuộc sống này, ví dụ bây giờ người ta có cái nhà, người ta có cái nhà đẹp vì người ta có tiền, người ta trả. Mình ở kế bên mình thấy nhà người ta cũng nhà đẹp, thì mình không có hiểu được mình ngân sách của mình đi sống theo cái thói quen mà thấy phải có mình cũng có, rồi mình quên cái có của mình không đủ trả thì mình thua, mình bị mất. Như vậy thì mình sống theo cái tập nghiệp là phải thích được người ta khen, thích được người ta trọng vọng mình, còn không thì mình cảm thấy mình thua lỗ. Cho nên cái người mà sống mà có an vui, có hạnh phúc, không có mặc cảm, không có tự ti là mình nghèo, mình khổ gì hết. Cái quan trọng là mình sống mà mình có biết thương mình, biết thương người, biết hiểu mình hiểu người, biết làm cho người khác thương mình, biết làm cho người khác hiểu mình. Sống được như vậy là người có đầy đủ cái pháp thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà nói giàu, không có ai thật giàu, tại vì cũng có nhiều giàu hơn. Phải không? Giống như ngày xưa quý vị thấy không? Vương Khải với Thạch Sùng đem ra đấu, cái gì thể ông này có cái nồi thì ông này lấy cái nồi ra đấu, ông này lấy cái muỗng thì ông kia có cái muỗng ra đấu. Đấu riết cuối cùng Vương Khải đưa ra cái nồi đất, Thạch Sùng không có. Bởi vì nhà giàu thì làm gì có nồi đất của nhà nghèo. Vàng bạc lưu ly pha lê cái gì cũng có, mà riêng cái nồi đất của cái người nhà nghèo Thạch Sùng không có. Cuối cùng Thạch Sùng phải thua. Thua rồi thua hết tài sản cho cái ông Vương Khải, rồi tức tối mà chết là con thằng Lằng. Cho nên quý vị nghe tiếng thằng Lằng nó kêu không? Chắc lưỡi hoài. Người Bắc kêu là con Thạch Sùng. Thì cái Thạch Sùng, cái câu chuyện ngoài con thằng Vương Khải với Thạch Sùng mà trong sáng văn là con ai nói đó. Là hôm nay gặp quý vị trong cái không khí là lành mạnh như thế này thì chúng ta cũng không có thì giờ nhiều, thì ai cũng là một ngày thường mà quý vị sắp xếp như vậy là quý lắm. Thì Pháp Hòa gặp tất cả quý vị, thăm quý vị và kể một câu chuyện đời xưa giữa Đức Khổng Tử và ba người đệ tử ha. Nhưng mà cái câu chuyện thời xưa nhưng mà nó cũng thiết thực cho thời nay. Và cái này chúng ta gọi là ôn cố tri tâm. Ôn cố tức là ôn lại cái cũ để chúng ta biết được cái mới. Thì từ xưa đến giờ cái người chúng ta sống cũng không ngoài nhân danh vô trí. Mà nói theo Phật là gì? Trí tuệ và từ bi. Cho nên quý vị thấy không? Quý vị đi vô cổng chùa thôi, nếu mà chùa nào mà có cổng tam quan á, một bên đó là để cửa từ bi, cửa trí tuệ. Mà người có từ bi trí tuệ nó quy nhất với nhau là cái cửa giữa để là cửa phước huệ. Đó, ở trên giữa thì người ta để chữ phước huệ song tu. Bởi vì sao gọi là phước huệ song tu? Từ bi trí tuệ nó đi đâu với nhau, nó làm cho thành ra một cái ý nghĩa của cuộc sống. Rồi mình đi con chùa có cái chuông với cái trống, chuông là tượng trưng cho từ bi, trống là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên mỗi lần lễ lớn thỉnh chuông trống bát nhã là để đánh lên cái tiếng từ bi, tiếng trí tuệ hầu
mang cái từ vi trí tuệ này trang rãi đánh bằng tâm thức của mọi người. Cho nên mỗi lần ngay trong mắt nhã thôi, cái tâm mình sao nó ngô nao, phải không? Bởi vì khi chúng ta là người nghe thì giống như là cái người ngủ, mà nghe tiếng chuông tiếng trống là thức dậy thì cũng vậy. Cái tình thương chúng ta nó có, cái hiểu chúng ta nó có, nhưng mà không ai khơi dậy thì chúng ta nằm ngủ không bao giờ thức. Bây giờ có người khơi nó dậy thì lòng thương hiểu biết mình nó dậy. Cho nên thấy một người nghèo khổ đó là cái hình ảnh để nó khơi dậy cái lòng từ của mình. Thấy một người si mê thì tự chúng ta phản tỉnh, chúng ta cái người si đó lại là cái người giúp cho chúng ta tỉnh nhất hôn mê. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong đạo Phật thấy cái bất cứ một cái trạng tướng nào cũng đều là một cái pháp tu. Ngày hôm qua muốn lý ra là cái chuyến bay Pháp Hòa là 1:30 chiều, đi thẳng một lèo tới San Francisco là 3:30 chiều. Đây thì bút máy bay như vậy là yên chí, thôi khỏi cần đi nhiều giờ nữa. Ra tới phi trường ngồi chờ tới 1:30 rồi mà ảnh không nhúc nhích gì hết. Mọi người mới nhốn nhau lên lại hỏi cái cô nhân viên ở đó, cổ mới nói là chuyến bay đã cancel mà bây giờ chưa biết đi sao. Rồi bắt đầu mọi người, cổ mới biểu là mọi người bây giờ ngồi yên đó và chờ tôi gọi từng tên lên rồi tôi giải quyết. Họ giải quyết đâu khoảng chừng 5-10 người vậy thôi, coi đúng luôn, không nghe tên tuổi gì nữa hết trơn. Kéo đầu đứng dậy lại hỏi đủ mấy chục người vậy. Rồi xong cái họ mới nói là bây giờ quý vị đứng xếp hàng đây để từ từ tôi giải quyết. Đứng là chừng nửa tiếng họ tuyên bố, họ nói mời quý vị đứng qua bên để tôi giải quyết cho mấy người đi Chicago trước. Mà cứ như vậy mà hết xích qua bên này, xích qua bên kia, rồi biểu ngồi, biểu đứng suốt 12 cái ngày. Lẽ ra ngày hôm qua là tới đây là chiều ha, vậy mà ngày hôm qua tới đây là khuya hơn tôi lắc. Thế thì tức cười lớn thượng lát cái biểu đi ra hết rồi, máy bay lấy hành lý trở ra rồi sắp hàng lại rồi kiếm vé lại, rồi có người không có vé, rồi có người có vé, rồi sắp hàng xong cái nó không có vé đi qua ngoài bên kia. Tôi đi tới luôn vậy thì có một anh Mỹ anh đứng kế bên và anh nói hôm nay mình được học bài học nhẫn nhục rồi. Today we have learned the lecture of patience. À, thì Pháp Hòa nói cái này là Phật giáo gì nữa. Tức là bất cứ một cái hoàn cảnh nào nó cũng cho chúng ta một cái sự tu hành. Có một hôm thì Pháp Hòa biết là mình tới trễ và Phật tử bên ngoài chờ mình ta nắm ruột, cho nên Pháp Hòa cũng hơi nhanh chân. Thật sự thì chen lớn thì không có, nhưng mà đi nhanh chân hơn cái ông ở đằng sau mình để mình được sắp hàng đi qua cái hải quan cho nó lẹ. Thì ổng bực, ổng mới mắng mình một câu là đi đâu mà như người chết, sắp sửa chết đó. Mà bây giờ mình dịch theo người Tàu, mà trong chuyến Tàu bụng muốn đi đầu thai hả? Quý vị coi vô Tàu á, qua thai mà vô qua đường mà ẩu tả cái xe nó thắng cái két cái ló đầu ra, muốn đi đầu thai sao đi lẹ vậy? Thì khi mà cái ông nói là một cái câu như vậy á, thì tự nhiên mình giật mình, phải không? Mình mới biết á, là có những lúc á, mình thường, ví dụ mình thường sống và mình tỉnh đi, nhưng mà có những lúc á, mình bị cái thối hạ, mình bị cái giật, mình bị cái thời gian, mình bị cái này cái kia nó lớn nước, cho nên nó làm đôi khi mình cũng quên mình lại. Quý vị biết ngày hôm qua đi đường thì mặc cái này mà nó biểu khi biết cái mà ra cái áo luôn. Ra cái áo này là phải xếp lại để rõ và quẩy rồi nó dễ. Rồi có một con đó cái cổ lại có nói chuyện với Pháp Hòa, nó nói đồng hồ chứ cổ mới biết Pháp Hòa là người Việt. Cái bắt đầu cổ nói tiếng Việt, cổ nói tiếng Việt của hả, con đi tu hả? Nó nói dạ con đi tu. Con tu chùa nào? Con tu lâu chưa? Cái hồi đó cô nói với mấy đứa rồi, cô nói là lần sau mấy đứa có bút giá định bút cái hãng này với em. Mà nhờ có cổ cũng vui, tại vì có cổ rồi nói chuyện qua lại cho nó đỡ
đỡ buồn. Rồi cái thì hai cô cháu mà cứ đi đi xa lắm, rồi xong rồi cuối cùng không được đi ở từ thẳng có vật đi ra Vancouver, rồi phải trở vô hải quan trở lại, rồi nó xét cái này nó lục cái kia. Nhưng mà có vật ngồi đó, có vật nó nhìn ngồi mình còn trăm tiếng rưỡi không sao, ra ngoài kia ngồi cũng vậy thôi, kệ vô ngồi với mấy anh này cho vui, thật chỗ nào mình cũng ngồi. Vì vậy cho nên đó, qua cái những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thì cũng còn có kể lại chúng, khi mình sống ở trong đời á, nhiều khi mình nghĩ á, mình sắp xếp như này là đúng, nhưng mà cái đời nó nói được chuyện gì xảy ra đó, rồi khi cái cuối cùng một chuyện khác nó đến á, thì mình cũng phải nhận nó đây là cái lẽ thật của đời, là bất cứ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra, tốt hay là xấu chúng ta phải chấp nhận. Mà khi chúng ta chấp nhận được thì tự nhiên chúng ta có cái bình an, có cái an nhàn ngay cái giờ phút đó. Nếu chúng ta con Phật mà không chuẩn bị cái tư thế đó thì chúng ta sẽ là người nhiều khổ đau trong cuộc sống, tại vì cuộc sống này nó thay đổi liên tục, không bao giờ nó dừng. Có nhiều khi mình nghĩ cái gốc cây này bị đốn, tội nghiệp cây này nó bị văng cái mẻ ra, văng cái mài ra, văng gỗ ra, là ông giáo sư là tội nghiệp quá, ông gỗ mồ hôi, nhưng mà không ai để ý cái búa ha. Ông nói quý vị có biết quý vị nãy giờ để ý tôi, để ý hút gỗ, vậy mà quý vị quên để ý cái búa. Một cái búa mà nó chặt xuống đây thì nó cũng lục dần, nó cũng còn dần dần, nó không có phải là nguyên nhân, phải không? Thì cái câu chuyện đó chúng ta đọc xong rồi tự nhiên chúng ta hiểu là trong cuộc đời này chúng ta phải có cái thói quen là chúng ta cứ nhìn nhìn những cái hiện tượng trước mặt, nhưng mà có những cái phụ tồn và xung quanh chúng ta vui. Thí dụ mình nhìn đứa con, mình nhìn đứa con lúc này con nó lớn mình mừng, nhưng mà khi mình biết là con nó lớn á thì ai bắt đầu già, mình cũng già, phải không? Thế có một cái bài hát đó, con lớn lên hơn một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thân tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ nuôi con cho đến suốt cuộc đời, nhưng cuộc đời nó không như vậy. Có một người con phải cài cho nó đó hoa bất hạnh, đó hoa màu trắng đau buồn của bầu trời như trái đất mới sáng. Mình quên có đôi khi Pháp Hòa có một lần nó mà viết cái bài tách bạch của một Phật tử tách bạch, thì trong đó có một có để đâu mãi buông ba cuộc sống, không? Mãi buông ba với cuộc sống, chúng ta chúng con vội quên hẳn quên đi những sợi hoa, những cái sợi tóc đã trên xuất hiện trên đầu của cha mẹ. Khi giật mình tỉnh dậy, khi giật mình thì mẹ hay cha đã đi rồi. Tại vì có khi mình đang ở lại hãng làm, mình nhận được cái tin cha mất, mẹ mất, giật mình thì trên đường mình đi về có thật không? Cha mẹ mất rồi sao? Tại vì mình cứ ngỡ cha mẹ vẫn sẽ còn trẻ sống với mình. Cho nên mình tu là mình phải có một cái nhìn, cái vô thường, cái thay đổi cũng là để nhắc nhở mình. Và khi mình thấy được cái vô thường thay đổi như vậy thì mình phải tánh tu nhiều hơn. Mình đi chùa là mình tu tập, tự mình nói với mình đi chùa là tu tập. Tu cái gì? Tu cái tham, cái sân, cái si. Tập là tập cái gì? Tập cái từ bi hỷ xả. Đó, điểm tu tập là vậy đó. Tu là đoạn cái này, tập là quên cái kia. Tu là xúc cái mình cho nó sạch, tập là đựng cái nước như thế. Tu là rửa cái ly, tập là đựng nước uống. Không rửa ly sạch là sao đựng nước uống? Tu là rửa cái lòng, tập là uống cái giáo pháp. Thấy được như vậy thì tự nhiên sao? Ngày xưa mình dẫn người kia 10, giờ giảm xuống còn 9, còn 8, còn 7. Phải không? Tu là không giảm cái phiền, tăng cái phước. Còn nếu mình tu mà tôi ngược lại, mỗi lần là vô chùa mình tu là phước nó giảm, nghiệp nó tăng, là biết tu tập. Bây giờ bằng chứng nào mình biết mình tu tập? Làm sao mình biết? Mình ngồi đâu mà nó né mình là biết. Có nhiều khi mà thấy cái số điện thoại mình nổi lên là đó, cái ta đi chỗ khác là đâu rồi.
Cho nên Pháp Hòa mới nói mình rất dễ dàng cho người khác cái số phone của mình để người ta ghi vô sổ. Nhưng mà người ta có gọi phone cho mình không, đó là một chuyện. Chứ lịch sự thì gặp mình phải xin tên, xin số phone thôi, trao đổi thì phải đưa thôi. Nhưng mà người ta có gọi mình, người ta có thăm mình không, đó là một vấn đề. Mà nó không đòi hỏi chi cao xa, nó đòi hỏi chúng ta biết nhìn lại mình để hiểu con người mình nó đã tới đâu, nó đang dở, nó đang hay. Rồi khi mình thấy được cái đó, mình chỉnh được mình rồi, mình là người biết thương mình, biết làm người khác thương mình, biết làm cho người khác hiểu mình. Và đồng thời muốn đối cái đó, muốn được đáp cái đó, thì chính mình cũng phải đối với người như vậy. Pháp Hòa nói với mấy chú nhỏ hoài, nhiều khi huynh đệ nhau mà khiều quẹt với nhau rồi mé, rồi nói chú đó, huynh đó thấy đang hiếp con, rồi mẹ Pháp Hòa hỏi gì chứ, huynh đang hiếp con mà con nhỏ, con có con dữ không? Nói theo đời là con có tên người ta đẩy không? Cái con tên người ta nó mới đặt. Thầy Pháp Hòa nói con muốn người ta thương con như thế nào thì con phải thương người khác. Đời là vậy, thể có đối là có đáp, mình đối thì sao thì ta đáp, có phải không? Như một cái ông đó, con ông không tin cái chuyện đó là thật, ông dẫn con ông ra giữa đồng không không vận, ông đuổi đi giờ con đó la lên đi, tôi ghét anh lắm. Thì đứa nhỏ nó la lên, nó nói tôi ghét anh lắm. Thì cái tiếng dội đó nó trở lại, nó nói tôi ghét anh. Ông nghe xong sau thì con nói ngược lại, con nói tôi thương anh lắm. Thì cái tiếng dội đó nói tôi thương anh lắm. Từ nghe cái câu chuyện đó, người cha mới nói con này, khi con nói con ghét người khác lắm thì người khác cũng sẽ đáp lại tôi ghét anh lắm. Còn khi con nói tôi thương anh lắm thì cái tiếng dội lại tôi thương. Cuộc đời nó chỉ thế này, mình sống được như vậy là chúng ta có uy, có trí, có dũng. Dũng là gì? Dũng là sống mà không có sợ, sống mà bình an. Dù cuộc đời có đổ lên cho chúng mình bao nhiêu cái đau thương, nhưng chúng ta có cái dũng chúng ta lướt được. Bởi vì trong lòng chúng ta rất rõ là chúng ta có từ bi. Cho nên quý vị thấy không? Bên này là rất quan tâm, phải không? Từ bi. Bên kia là đức địa tạng. Địa tạng là cái gì? Tích trưởng là tượng trưng cho dẫn mạnh, Minh Châu là tượng trưng cho trong sáng, phải không? Người có trong sáng dẫn mạnh tự tại không? Giải thoát không? Có tự tại có giải thoát. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đắc y nghe, y là y giải thoát. Đầu cạo là khủi phiền não. Trong các vị Bồ Tát vị nào cũng còn tóc hết, duyên của Bồ Tát Địa Tạng là tóc cạo, hình ảnh của người xuất gia. Bởi vì sao? Xuất gia là tượng trưng cho ra nhà phiền não, cầm tích trưởng là tâm vững chãi, Minh Châu là tâm sáng suốt. Người có vững chãi, có sáng suốt thì sao? Giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Phải không? Nhờ như vậy tay cầm châu sáng trọn vẹn, phải không? Soi đi đâu khắp ba nghìn đại thiên, dù có đối diện với Diêm Vương cũng không sợ. Vì Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Mình có quay trở về, mình mới thấy được cái căn tội của mình. Cho nên khi mà ngày một kỳ nguyên gặp Phật, bạch Đức Thế Tôn, mẹ của con là Thánh Đề đã đọa địa ngục khổ, Đức Thế Tôn cứu giùm. Trong bản kinh Tiểu Hán, kinh Tiểu Vu Lan là tiếng Hán, Đức Phật phán cho bốn chữ: mẹ của con tội căn thâm kết. Bốn chữ đó, tội căn thâm kết. Căn là cái gốc, cho nên bản dịch tiếng Việt không, mẹ ông gốc tội rất sâu, một mình không thể ai cầu. Bởi vì tất cả các cái lỗi từ đâu? Từ cái căn gốc của mình. Mình cũng có con mắt này, mà thay vì mình nhìn người khác bằng cặp mắt hiền dịu thẩm nhìn, hình nhìn dễ đẹp nhất như à, mình không muốn mình cứ tăng độ không à, mình muốn tăng độ không à, gặp cái người đó đứng về nhưng mà mắt mình nó ít qua đây là
không? Thành thử ra mình không có, cho nên mình không có ngay. Cho nên tôi cắm một cây gương trong ngay và tự trung cái tâm con chắc chắc tay cho thẳng, hiện đức thân tâm, lễ Phật cho sát là quy mạng tuyệt lệ. Cho nên mỗi cái hình tướng trong đạo Phật mà chúng ta làm đó đều là biểu tượng của sự tu tập, đều là một cái búa mình gọt giũa cái khúc gỗ mỗi ngày mỗi sáng lên để nó trở thành ra một cái tượng Phật. Nhưng mà nó không có hiểu, mình không hiểu rồi mình mặc cái áo tràng thì cũng mặc, nhưng mà cũng có phiền não trong khi mặc áo này là phải có tôi ai lấy lộn này bây giờ tôi phải mặc là giải xấu quá áo gì chẳng cả này mai chỗ này không có khéo là chỗ kia đẹp này phải không, mặc cái áo giải thoát mặc thiệt sự không có giải đeo cái chuỗi này cái sông chuỗi này bỏ một chuỗi mình lần ra sao lần là lướt phải không, đi tới để mò nuôi cái phiền não tới bồ đề, mỗi một hộ cũng qua là nuôi cái phiền não tới cái bồ đề. Mình muốn đeo chuỗi dây nhưng mà cái chuỗi nó giống như cái dây gì nó cổ mình thổi. Quý vị hiểu không, cái đải mình cầm đó là tượng trưng cho cái đải càng khôn, phải không, bao nhiêu cái chuyện buồn phiền thì vô chùa gói bỏ đó kéo Phật nó đưa lại đừng để bốc hơi. Quý vị hiểu không, cho nên nếu mình thấy được cái đó mình đi chùa mình cảm thấy mình an vui mình tự tại lắm, không có cái gì phiền muộn hết. Bởi vì chỗ này chùa là gì, chùa dịch người Trung Hoa dịch là già la, âm là chữ già la, sang ga ga ba người Trung Hoa âm là già la, già la dịch nghĩa là gì, già la là tịnh địa, tịnh địa là đất sạch, có khi là tịnh xứ là chỗ sạch, à, có khi là thánh địa chỗ cũng bậc thánh hả, có khi là gì tịnh xá cái chỗ ở trong sạch. Nói chung chùa là gì, chùa là cái nơi trong sạch. Còn mình đến mỗi một người đến đất sạch thì tâm địa cũng phải, tâm địa sạch hơn thì tự nhiên đất này rất là à, cho nên mỗi lần quét nhà nó có cái bài kệ, cho nên mỗi lần quét chùa mình tự mình nhắc cần bảo già lan địa thờ phước huệ sanh, tuy vô tân khắc chí diệt hữu thánh nhân hành, xin quét đất chùa an mỗi giờ sanh phước huệ, tuy không có khách đến cũng có thánh nhân qua. Còn muốn gọn hai câu nữa, không có gọn hai câu nữa, xin năng quét đất Phật cây tuệ nảy mầm sinh. Nếu ai không học chữ Hán học hai câu tiếng Việt, xin năng quét đất Phật cây tuệ nảy mầm sinh. Mà quét đất Phật đây phải là không phải chỉ ý nghĩa là quét đất chùa nha, xin năng quét đất ở trong lòng, không? Mỗi giây mỗi phút trôi sông não thì rồi thôi, hôm nay gặp được tất cả quý vị trong một giờ để chúng ta sinh hoạt nói chuyện Phật pháp với nhau, chúc cho tất cả quý vị an vui thanh tịnh. Và hình như chiều nay chúng ta có một chương trình sinh hoạt 6 giờ, phải không? 6 giờ ở tại đạo tràng của cô An Nguyệt. Di Đà Phật, xin đại chúng hồi hướng.